Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, người nghèo và gia đình gặp khó khăn tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cùng dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Về thăm tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo và gia đình gặp khó khăn tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của quê hương Quế Phú. Thủ tướng cho rằng Hiện nay, Quế Phú đã được công nhận xã nông thôn mới, nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cho nên nhiệm vụ của huyện Quế Sơn và xã Quế Phú tiếp tục phải nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, tập trung nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu xây dựng mỗi làng có một làng nghề, mỗi xã có một sản phẩm hàng hóa, sớm xóa hộ cận nghèo và khuyến khích mọi người làm giàu. Thủ tướng đề nghị cán bộ xã, cán bộ các thôn trong xã Quế Phú phải quan tâm, thăm hỏi chăm lo Tết đến bà con, trên tinh thần mỗi nhà, mỗi người đều có Tết. Thủ tướng lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm đến người dân, tổ chức đón Tết vui xuân tươi vui, đầm ấm, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra cờ bạc, đốt pháo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an ninh trong dịp Tết. Nhân dịp này, Thủ tướng trao hai trăm xuất quà tặng gia đình chính sách, người nghèo và gia đình gặp khó khăn ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.